Rồi xin chào tất cả anh em cơ khí trên toàn quốc. Thì hôm nay cơ khí chuyên tuôn chuyên hàng bãi lại nên cho anh em một cái sản phẩm mà bữa trước có quay rồi. Thì hôm nay em lại về một cái đầu lắc kết nối với cái trục của cái đầu boring Holling này nhé. Đánh bóng do xin anh đầu xin anh ô tô xe máy này kia nhé. Thì bên em cung cấp về tất cả các cái mặt hàng đầu đánh xi nhan và đá các kích thước nhé. Và cái khớp nối này đây, khớp nối này để cho nó nắc khi mà anh em gia công đầu xi nhan. Đây là đầu có 2-3 dạng cửa nắc, cửa sổ nắc V và nắp nắp bung này, nắp bung cửa sổ này. Đấy. Anh em có thể gắn đá vô, anh em xoáy, khi anh em tăng cái kích thước này lên thì nó cũng bung theo nhé. Còn về việc anh em dán thì bằng keo AB. Đấy, cái này có thể kết nối nắp nhanh rút ra là xong. Đó, nó có cái ni lông này nên là nó hơi khó tháo hơn so với bình thường. Nghe chỉ cần lấy vặn là nó xong. Khi anh em không dùng nữa thì anh em có thể tháo nó ra, nhấc nó ra. Đó, cơ cấu của nó thì đơn giản thôi. Còn đá thì bên em đá bán là 8 ly, 12 ly, 10 ly nhé. Đó. Các cái kích thước 51, 61, 56, 66, 62, 72, nói chung là nhiều. Và 84 đến 104, đây là nên đơn cho bác khách. Đấy thì bây giờ em kiểm tra hàng trước khi giao cho khách. Đó. Còn anh em mà có nhu cầu thì mua thì các loại kích thước đều có nhé. Đó, các cái kích thước thì đều có cho anh em. Đó thì các cái kích thước to đến 150-160 đều có nhé, từ nhỏ đến lớn đều có cho anh em. Để em sẽ đọc cái thông số các cái kích thước cho anh em. Thì anh em mà có nhu cầu mua thêm cái đầu xi nhan thì liên hệ giúp em qua số điện thoại nhé. Thước ở đây thì có gì em úp lên cho anh em coi sau, tại vì giờ em cũng không có cầm cái file. À đây, đây là các cái kích thước đang có sẵn này. Đầu đá xe gắn máy này, đầu đá xe ô tô này, đầu đá cửa sổ này, đầu đá cánh V, đó là những cái sản phẩm này anh em. Đầu đá 50, đầu đá 90, đầu đá 125, đầu đá 150 đấy. To nhất là từ 155 cho đến 180 nhé. Khoảng làm việc nhỏ nhất từ 38 cho đến 46 đầu xe máy. Đấy, các bác cần thì liên hệ giúp em, có mấy cái quy cách trên. Đó, anh em chụp màn hình và đánh dấu lại cái khoảng độ nhám này, à độ tăng này thì em sẽ tư vấn cho nhé. Có loại đá 10, 12 và 8 ly.
Về anh em lấy keo AB anh em gắn vào đây là anh em tiện sơ qua là anh em chạy thôi nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi. Đấy, thì anh em xem được like chia sẻ. Cảm ơn tất cả các bác đã đăng ký kênh nhé. Rồi nhé. Và những bác chưa đăng ký thì nên đăng ký để có video thì em sẽ úp lên cho anh em xem và mua được những sản phẩm này bên em. Còn các bác nào cần đầu xin anh đánh xin anh này. Đấy, đầu đánh xin anh này từ nhỏ đến to thì liên hệ em nhé. Đây và đây cái đầu to đầu nhỏ, nếu mà cần thì cứ alo giúp em. Rồi thì em xin kết thúc video ở đây. Anh em xem được like và chia sẻ cho bên em nhé. Rồi, xin chào. Bác nào trên xoáy lòng đánh xin anh thì liên hệ giúp em. Rồi. Em sẽ tư vấn cụ thể cho. Rồi, xin chào. Mọi chi tiết xin liên hệ 0989 821 011 Zalo nhé. 0394 822 379. Và không 369 132 709. Địa chỉ tại vòng xoay cổng 11 Biên Hòa, cửa hàng Kim Tun. Và địa chỉ tại vòng xoay Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai nhé. Rồi, xin chào anh em và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.